Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Lời đầu tiên xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, mọi sự bình an và thành đạt trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chặng hành trình vượt bằng xe máy từ Mũi Cây Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam về trung tâm thành phố Phan Thiết nha. Với tổng chiều dài chặng đường từ Cây Gà về trung tâm thành phố Phan Thiết ngay cái vòng xoay tượng đài là khoảng 31 km. Vị trí mà mình xuất phát là ngay ngã ba đường DT-719 gần khu làng chài Cây Gà. Nơi đây có khá nhiều khu resort, khu nhà nghỉ, mini hotel, quán ăn phục vụ các loại hải sản cho du khách mỗi khi du lịch tới Cây Gà. Và đặc biệt là có bến tàu cano để cho chúng ta có thể đi qua ngọn Hải Đăng nằm trên một cái hòn đảo nhỏ với giá vé là 50.000 một người. Đây là cung đường DT-719 nha quý anh chị và các bạn. Trên cung đường này thì từ đây về thành phố Phan Thiết có rất nhiều những cái khu resort nằm ven biển, có những khu họ vẫn còn hoạt động đón khách du lịch, cũng có những khu người ta đã đóng cửa từ rất là lâu, thậm chí là bị bỏ hoang phế do lúc trước dính dự án cảng nước sâu Cây Gà mà cho đến bây giờ vẫn còn nằm trên bản vẽ. Đây là con đường DT-719 hiện hữu từ trước đến giờ, và hiện nay cũng có thêm một cái tuyến đường mới hơn, rộng hơn và đẹp hơn, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thi công, đó là đường DT-719B chạy song song với tuyến đường DT-719 này, cũng từ Cây Gà cho đến ngay ngã ba quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với tổng chiều dài là khoảng 28 km nha. Và bây giờ thì xin mời quý anh chị và các bạn cùng tiếp tục trải nghiệm chuyến hành trình phượt qua màn ảnh nhỏ cùng mình nha. Đây là video mà mình để âm thanh thực khi chạy xe và hoàn toàn không cắt nha. Xin vui lòng cho mình một like và cho Thành gửi lời cảm ơn để chúc tốt đẹp đến toàn thể quý anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều.